máy rửa xe Kelly 160.3. Động cơ rút nét không chổi than nhé. Sáu mươi này là cái phiên bản cao nhất của Gali. Còn bác nào thích hàng Mỹ thì mình lấy thằng rửa xe Gali Azubi điện 120. UB Mỹ thì bác nào lấy thì cái giá của nó là 4 triệu nhé. Điện của nó là điện 120, 4 triệu. Bác nào mình thích đổi điện 220 thì em đổi miễn phí luôn, 4 triệu. Lấy Gali 160 thì mình lấy Gali 160. Catcher K3 full control, giá 1 triệu 8.